Hai chào tất cả các bạn. Nay mình chia sẻ cái để sửa một cái mic karaoke mini nha các bạn. Thì hôm trước cái mic này mình mua trong cái dựa chai chai các bạn gần nhà mình á. Thì mình phát hiện ra là cái mic này hiện tại bây giờ nó không còn hoạt động các bạn. Mình tiến hành mình găm điện vô á thì nó cũng không có lên đèn luôn, nó chỉ báo cái đèn đỏ này thôi à, mình rút ra nó tắt à. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử các bạn xem nha. Thì mình sử dụng cái hộp sạc nè các bạn. Thì mình găm vô trong cái chỗ cái dắt dưới cứ ở sau nè. Ở mặt sau này các bạn, nó có cái đầu để găm vô nè. Thì mình găm vô đây. Thì mình thấy hiện tại là lên đèn đỏ nè các bạn. Nhưng mà mình để khoảng 15-20 phút vô gì đó thì nhưng mà nó vẫn không có lên điện. Mình bấm mình giữ luôn nó cũng gì các bạn. Nó chớp xanh xanh cái là nó tắt à. Thì mình nghĩ đa phần chắc có thể một là nó hư cái mạch sạc trong đây, hai là nó hư pin gì đó, thì gì đó thì nó mới không lên thôi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem cái nội thất của cái mic mà karaoke này cái nó có gì trong đây, rồi mình sẽ chia sẻ cách để mình sửa nó luôn nha các bạn. Thì để bắt đầu gỡ thì các bạn mình phải gỡ cái miếng này nha. Đây cái miếng này nè các bạn, mình cũng mài một hồi mình mới phát hiện ra nó dưới cái miếng này nè, nó con ốc để mình gỡ nha các bạn. Đây các bạn, mình gỡ cái miếng này ra. Đó. Các bạn rút ra lại đi không sao đâu, bạn để cái miếng này nằm trên đây nha. Rồi các bạn mình dặn con ốc này ra. Đây mình gỡ cái ốc này ra luôn ha. Thì bây giờ mình đây tổng thể nó mình gỡ ra rồi nó gì nè các bạn. Đây nó có một cái mạch nè các bạn, cái mạch này là mạch gì nè, mình không biết ở đây cái dây này nó mục đích để làm gì nữa, mà cái mạch tổng thể nó gì nè các bạn. Thì một cái mạch này là mạch Bluetooth nha các bạn, hay những cái linh kiện nè. Thì mình cảm thấy nó cũng đơn giản thôi các bạn, cũng không có gì, con xử lý nó nè, con Bluetooth nè. Thì cái xử lý cái con của nó là cái con con đây nè các bạn, con lên nè, con BT2399 nha các bạn, BT2.9 nha các bạn. Thì cái mạch nó cơ bản vậy thôi chứ không gì các bạn, vậy thôi. Thì bây giờ mình bắt đầu mình kiểm nè, mình kiểm là mình sẽ bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay qua pin khác thử nha các bạn. Em mình gỡ quả pin này ra nè. Bây giờ mình tiến hành mình đo thử quả pin này nha. Mình sẽ đồng hồ nè các bạn. Mình dặn ở đây là cái thang X10 nha. Thang X10 đó nha. Thì X10 nè, mình đo. Rồi các bạn ơi, cái quả pin này là pin chết rồi nha các bạn. Mình dặn lên nè, X10 nè. Mình đo lên là nó dặn nó không có lên nha. Mình đo tới 5V nè. Nó có khoảng 0.5V thôi. Thì cái quả pin này nó là hư các bạn, thảm thấy nó xét lên đầu nè, có thể là bị chảy cái axit ra nè, cái này có thể nó chảy cái nước ra nha các bạn, chảy nước ra mới dính lên cái mạch nè các bạn, để ý nè, cái mạch này nó bắt đầu nó dính những cái lên chảy nước nè, cái này là xét nha các bạn, xét từ quả pin nó chảy qua nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình lấy cái đầu mình chà cho nó, mình vũ cho nó sạch nha các bạn, để không thôi mình gắn lại nó không nhận nha. Bạn lấy cái đầu dít đi nè, bạn chấm chấm cho nó trơn rồi cái đầu nhỏ này các bạn, các bạn làm nha.
Rồi các bạn mình sử dụng miếng nhớt nha, miếng nhớt này nè, nhớt nhớt xe máy á, các bạn mình rõ chút xíu vô chút thôi nha các bạn, đừng nhiều quá. Rồi mình nhỏ chút cho các bạn nó chảy nhớt, cái nhớt mình nó mới xì mà. Đây mình đã nhỏ xong nè các bạn, thì bây giờ mình lấy tay mình bấm nha, mình bấm bấm gì nè cho nó cái nút này nè nó không có bị liệt, mình bấm. Có thể là những cái nút này khi mà mình bấm cái nguồn lên á nó không lên cũng có thể nha các bạn, lý do là cái nó bị gỉ ten á, nó không nhận. Bạn mình lấy tay mình nhận nhiều lần vô này, nút này luôn nha các bạn, nút này nó nè, cũng bị nút nguồn nãy nè các bạn, mình cũng lấy miếng nhớt mình tha mình đếm chấm vô, nhớ nhớ chảy nè, này cái chỗ chảy đang dít mình nữa các bạn, con mình thay ở đây nè đó. Thì các bạn vậy thôi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử pin nha các bạn. Thì cái quả pin nè, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy một cái quả pin ở nhà mình thôi, pin này cũng là pin laptop cũ thôi nha các bạn, pin laptop cũ nè, hôm trước mình gỡ từ cái laptop mà cũng hư của mình ra nè, mình lấy đâu được 4 quả pin nha các bạn. Thì có 4 quả nhưng mà hư hết 2 quả, còn 2 quả nè, đây mình lấy một quả này mình thử nha. Thì các bạn mình gắn vô đây á, khi nhớ gỡ ra các bạn mình để ý nha, cái cộng dây điện này nè, đôi lúc bạn nhìn nó lúc nó lầm nha, bạn thấy nó đỏ mà nó hàng của cái mít Trung Quốc, còn thấy nó chơi đọc chiêu không, cái trừ á, thì nó gắn dây đỏ mà cái cộng á, thì nó gắn dây đen nè các bạn, mình thấy nó đọc chiêu chưa, đôi lúc mình để ý đây cái thường mình lầm đó nha, lầm luôn á, các bạn lầm to luôn á, các bạn mình gắn phải gắn theo cái lò xo nè, này là cái này trừ nè các bạn, các bạn gắn dây trừ nha. Cái trên cái cục pin nè các bạn gắn vô, các bạn phân cực nha, cái cầu trên có nắp chụp nè, chứ viết lõm chút xíu trên đây nè, cái đường viền này nè là dương nha, còn cái đầu bằng cái đây là dương, đầu âm nha, các bạn mình gắn đúng nha. Rồi mình tiến hành mình gắn vô nha, đó mình gắn vô rồi nè các bạn, thì thấy cũng chưa có lên gì, mình nhận nút thử nha. À các bạn thấy một điều xảy ra chưa, là lý do nó không lên nói này không phải là do cái hư đâu, mà do cái quả pin này nè, cái quả pin 18650 này nè nó hư rồi, nó sạc không vô, thì cái mạch này á lại nó có một cái chế độ, có thể là chế độ nó khi mà cái nguồn pin nó không có là nó không mở được cái mic nha. Mình nghĩ là cái mạch này nó sẽ có tính năng đó đó các bạn, là pin này nó không có tín hiệu, không có tín hiệu pin ra ngoài, là nó không biết thì nó không nhận nè, nên nãy mình sạc pin cho mình sạc có 10 phút mà nó đâu có lên đâu, nhưng mà khi mình gắn quả pin còn xài được vô nó lên nữa các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình kết nối thử rồi mình coi nó có nhận không nha các bạn. Đây mình sử dụng điện thoại nè các bạn, mình kết nối thử Bluetooth nha, bấm tìm kiếm thiết bị nha các bạn, đây nó có chữ mic nha các bạn. Đây mình mở nhạc thử nha các bạn. Vậy là mọi thứ đều ok nha các bạn, vì là cái mic này nó thật sự nó không có hư, lý do là người ta bán á, là một phần lý do là có thể là quả pin hư thôi, rồi nó mở không lên nữa thì người ta nghĩ là nó hư rồi người ta bán bỏ nó mấy chai thôi. Thì tới lúc mình mua đồ ở ngoài á thì mình tắt nha các bạn. Lúc mình mua đồ ở ngoài á thì người ta ở ngoài á thì có coi một số những cái đồ bạn mua về á, thì ra thì nó có hư gì đó nghe các bạn, mà nó chỉ là do nó lỗi hay là hư một cái bộ phận nào nhỏ trong đó thôi, mà người ta không biết thì người ta bán bỏ thôi. Thì hôm nay mình mua thấy cái mic này về là ok các bạn, những con linh kiện này cũng còn rất là tốt, mới mới tinh nè các bạn, nó chỉ bị rỉ sét những cái chân của cái này thôi, có thể là do một phần là pin nó chảy ra ướt, còn không á thì do là cái tay người ta lúc mà ta bấm á, ta mở nhạc á là nó bị mồ hôi á, nó đổ xuống đây rồi nó bị sét thôi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn lại nha các bạn,
rồi mình thử nhạc lại lần nữa nha các bạn. Đây là mình đã gắn lại xong rồi nè các bạn. Thì xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mở nguồn nha các bạn. Nhận nghe các bạn, để mình thử mở nhạc cho mình test nhạc thế nha. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Rồi các bạn. Rồi xong rồi các bạn ơi, mình đã sửa cái mic này xong rồi các bạn. Bây giờ mình nghe nhạc với mình hát lên cái mic này được nha các bạn. Thì cái mic này á, thì tổng thể của nó mình gỡ ra thì nó có một cái mạch Bluetooth nha các bạn. Thì nó nhận tín hiệu và nó hát cái mic này, trên đây nó có một cái mic để thu cái âm thanh mình vô thôi. Rồi mình gỡ ra mình tưởng nó hư cái mạch, nhưng thật sự ra nó không hư cái mạch nha các bạn, mà do là cái trên cái mạch của cái loại mic này nè, ví dụ như nó kiểm được cái nguồn điện nha các bạn, ví dụ như nguồn điện mà cái pin của mình á nó bị chai và nó hư rồi á, nên cái mic nó không thể nào mà mình găm sạc cho nó cũng không mở được nha các bạn. Thì mình đã tiến hành mình thay qua pin khác cho thôi, thì cái mic hiện tại nó hoạt động nha các bạn, hiện hoạt động rất là tốt luôn á.
thì âm thanh mình nghe rất là lớn quá. Thì các bạn mình thấy mình chia sẻ video này hay hữu ích á, thì các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình xin chào và hẹn gặp lại.